Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Bí mật tư duy sáng tạo, tác giả Dr. Nielsen và Sarah Thumber, dịch giả Phạm Quốc Bảo. Dr. Nielsen là một chuyên gia sáng tạo, tác giả, diễn giả chính và là người sáng lập công ty Creative Thinker và trung tâm tư duy sáng tạo ở Copenhagen. Bà từng là giám đốc nghệ thuật của một trong những công ty quảng cáo hàng đầu thế giới vào những năm 1990, lúc ngành quảng cáo đang trong giai đoạn hưng thịnh nhất. Sarah Thumber là bạn thân và đồng nghiệp của Nielsen. Bà đang làm đối tác quản lý của công ty Forsing tại Chicago. Thumber cũng đã dành 20 năm sự nghiệp của bản thân để truyền tải, cũng như viết lách về tính sáng tạo. Trong thế kỷ 21, sáng tạo không còn là một điều gì xa xỉ, mà là một kỹ năng sinh tồn cần phải có. Sáng tạo là tố chất cần có của các nhà lãnh đạo, là yếu tố mang lại thành công cho sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Chúng ta thường nghĩ sáng tạo là một tính chất thiên phú, nhưng theo Dr. Nielsen và Sarah Thumber, tư duy sáng tạo luôn có những đặc điểm, cấu trúc và cách thức mà một khi nắm bắt được, chúng ta có thể tư duy tốt hơn, biết kết hợp và đưa ra được giải pháp hiệu quả hơn. Cuốn sách Bí mật tư duy sáng tạo mang lại giải pháp thích hợp cho những ai muốn trau dồi tính sáng tạo cho bản thân và có được khả năng đưa ra những ý tưởng đột phá trong mọi tình huống. Sách không chỉ trình bày các luận điểm, mà còn đưa ra những chiến lược thiết thực cùng với bài luyện tập giúp bạn thực hành ngay khi đọc. Nội dung của Bí mật tư duy sáng tạo được đúc kết từ các quan sát của Nielsen và Thumber trong quá trình làm việc. Bốn phần chính của cuốn sách gồm: Phần 1. Bản chất của kỹ năng nhìn thấy liên kết, giúp độc giả khám phá bí mật của những người có tư duy sáng tạo, suy ngẫm về cách nhìn thấy và nắm bắt những mối liên kết mới mẻ. Mối liên kết có mặt ở khắp nơi, chỉ là làm cách nào để bạn thấy được nó. Phần 2. Nguyên lý nằm đằng sau tất cả, nghiên cứu về kỹ năng tạo ra liên kết, cùng các luận điểm của những nhà thần kinh học về mối liên quan giữa sáng tạo và kỹ năng tạo liên kết. Phần này cũng cho bạn cơ hội thử sức với khóa học nhanh nhất trên thế giới về tư duy sáng tạo, trong đó nêu chi tiết về tư duy hội tụ và tư duy phân kỳ. Phần 3. Cải thiện khả năng sáng tạo thiên phú, luyện tập các kỹ năng tạo liên kết bằng các bài tập từ dễ đến khó. Mở đầu là các bài tập khởi động, sau đó là trại rèn luyện với 21 bài tập chính thức, gồm các chủ đề vô cùng thú vị như đặt tiêu đề, liên kết hình ảnh, lời nói đùa, giới thiệu phim, cửa sổ câu chuyện, tìm kiếm liên kết ẩn, tư duy đảo ngược, chơi chữ hình ảnh, đổ xúc sắc và viết. Ví dụ như ở bài tập đặt tiêu đề, tác giả sẽ đưa ra 5 bức ảnh. Nhiệm vụ của bạn là dành ra khoảng 10 phút để viết tiêu đề và tóm tắt của một bài báo, trong đó có sử dụng cả 5 bức ảnh trên. Phần 4. Phát huy những mối liên kết, khóa huấn luyện ngắn trong các chương trước sẽ giúp bạn nhìn thấy được nhiều liên kết trong cuộc sống, từ đó dễ dàng đưa ra ý tưởng. Tuy nhiên, bạn luôn có thể đưa ra nhiều ý tưởng hay hơn và độc đáo hơn. Các công cụ có thể sử dụng để kết nối sáng tạo, gồm bản đồ tư duy, liên kết chéo và cảm hứng ngẫu nhiên. Cuốn sách Bí mật tư duy sáng tạo của Dr. Nielsen và Sarah Thumber đã chứng minh rằng tính sáng tạo không chỉ dành cho một bộ phận nhỏ có được tài năng thiên phú, mà sáng tạo là kỹ năng có thể trau dồi. Với nội dung truyền tải bí mật của tư duy sáng tạo, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và sự luyện tập cần thiết để khai phá được tính sáng tạo trong mỗi người chúng ta, cuốn sách thú vị này sẽ nâng cấp khả năng sáng tạo ở bất kỳ ai. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Bí mật tư duy sáng tạo, nội dung được tóm tắt bởi Thiên. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.